Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương, cả nhà thân mến. Hôm nay bầu trời rất là đẹp và thời tiết có ánh nắng mặt trời. Vì vậy, Thông cũng muốn dành một chút xíu thời gian để đi dạo, hít thở không khí trong lành. Vì cả nhà có biết không, một ngày mà mình ở trong nhà, không có đi ra ngoài đường và ở trong nhà làm việc nhà đó, thời gian nó trôi nhanh ơi là nhanh. Nhoáng một cái là ngày thứ hai trôi qua, ngày thứ ba trôi qua và ngày hôm nay là ngày thứ tư. Bầu trời đẹp quá phải không ạ? Bây giờ Thông sẽ mời cả nhà cùng với Thông, chúng ta cùng nhau đi tham quan một cái lâu đài ở tỉnh Bad Homburg, Germany nhé, Đức Quốc nhé. Và hiện bây giờ thì Thông đang đứng và cái tiệm mà dư bữa hôm Thông đã chia sẻ đấy, đây là cái tiệm kem của Ý và ngày hôm nay thì hầu như là đóng cửa hoàn toàn rồi. Bây giờ Thông sẽ dẫn cả nhà cùng nhau với Thông đi vào trong lâu đài. Trên đường đi đến lâu đài thì cũng có rất là nhiều tiệm quán bán hàng. Bữa hôm trước Thông quên quay cho cả nhà xem hai tiệm nail sát bên nhau luôn. Đây, bên này là một tiệm nail nhá. Và bên này cũng là một tiệm nail. Hai tiệm nail sát bên nhau. Trước khi đi vào trong lâu đài thì có một cái nhà thờ ở bên tay phải. Nhà thờ này thì cũng rất là lâu năm. Và ngày trước con của Thông bắt đầu khi mà vào học lớp 1 thì phải đến nhà thờ này để làm buổi lễ. Đây, nhà thờ. Và đây, xa xa cả nhà sẽ nhìn thấy lâu đài. Rồi, bây giờ Thông mời cả nhà chúng ta cùng đi vào bên trong lâu đài nhé. Và ngày hôm nay thì lâu đài đang bao bọc cái hàng rào xung quanh để sửa sang lại, sơn phết lại. Và trước mắt chúng ta thì cả nhà sẽ thấy một cái cây cổ thụ rất là lâu. Chuông vừa báo 12 giờ rưỡi trưa ngày thứ tư. Ở trước lâu đài thì cũng có một cái hồ nước, nhưng mà bây giờ thì nước cũng đã cạn rồi. Thông sẽ đi vào bên tay phải là một cái nơi trồng cây. Và ở đây đó, mùa hè họ trồng hoa tulip rất là đẹp. Mọi khi thì hoa tulip trồng ở đây, nhưng mà bây giờ thì chuyển qua mùa thu và mùa đông rồi thì hoa tulip đã được hái hết đi và họ trồng cỏ. Bắt đầu qua sang năm thì lại trồng hoa tulip tiếp theo. Bây giờ chỉ còn những bông hoa thực dược thôi ạ. Nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp. Hoa thực dược màu hồng, màu trắng, màu cam, màu vàng. Và ở đây có cả màu tím. Màu tím trắng nữa đây. Rất là đẹp phải không ạ? Đây, cái cây cổ thụ rất là lâu năm. Cả nhà nhìn thấy cái táng của nó to chưa? Rộng ơi là rộng, bự ơi là bự luôn. Rất là to. Ở Bad Homburg cũng rất là nhiều nhà thờ. Cả nhà nhìn gần gần nhau mà cũng có hai cái nhà thờ đó, rất là gần nhau. Khung cảnh vào mùa thu lá vàng rơi thì nó có đẹp theo kiểu mùa thu, mùa hè nó đẹp theo kiểu mùa hè và mùa đông nó đẹp theo kiểu mùa đông. Rồi, bây giờ Thông sẽ
mời cả nhà cùng với Thông chúng ta cùng vào bên trong lâu đài. Nhưng mà thật sự là vào để đi qua bên kia thôi, chứ còn lâu đài thì họ đã đóng cửa rồi, họ không có cho mình đi tham quan. Trước khi vào trong, Thông phải đeo khẩu trang. Hai bên có hai bức tượng rất là đẹp. Ở đây là cái cầu thang để đi lên trên các phòng trong lâu đài, nhưng mà hiện bây giờ thì người ta đã đóng cửa rồi. Đó, mình không được phép vào. Thôi Thông sẽ đi vào bên trong nhé. Danke. Ở cái lâu đài này, vào mùa lễ Giáng sinh thì có hội chợ ở đây. Các gian hàng trưng bày bán đồ lưu niệm, bán những cái thức ăn trong cái mùa Noel ở đây ạ. Hôm nay bầu trời đẹp quá. Ở đây là cái bậc thang để đi lên trên cái tháp. Mình vào trong tháp, mình có thể ngó xuống nguyên cái tỉnh Bác Hôm Buộc. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ cũng đã khóa cửa rồi, nên mình không có lên tháp được. Không, chỉ quay cho cả nhà xem thôi nè. Cao chưa? Wow! Rất là đẹp phải không ạ? Ở đây có một cái hồ, một chút xíu nữa Thông sẽ dẫn cả nhà đi xuống dưới hồ xem vịt nó bơi lội nhá. Rồi, toàn cảnh lâu đài. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Đây là bên ngoài lâu đài. Khi mà vào bên trong lâu đài này cũng có 2-3 cổng luôn. Đây lại thêm một cái cổng nữa. Thì nãy giờ là chúng ta đi qua 2 cái cổng rồi đây ạ. Và ở ngoài là nhà dân. Hôm nay bầu trời đẹp quá cả nhà ơi. Rất là đẹp. Và kia cũng là một cái tháp. Cả nhà nhìn những cái lá nó đã chuyển qua màu đỏ đẹp chưa ạ? Rất là đẹp phải không ạ? Và đây là cái tháp canh trước khi mọi người đi vào trong lâu đài là phải qua cái đường tháp này đây ạ. Rất là đẹp. Bên kia một cái nhà cổ nữa.
Thông đang đứng ở trên cầu và ở dưới cầu thì nhà dân ở rất là nhiều. Và vào các mùa lễ hội thì ở dưới này họ chơi nhạc này, rồi là bán đồ ăn đồ uống rất là vui. Nhưng mà từ lúc mà có mùa dịch corona đến á, thì hầu như tất cả các hội hè ở Bad Homburg đều hủy bỏ cả. Xa xa cả nhà nhìn thấy đó là lâu đài đó, đó lâu đài ở đó đó. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng với Thông chúng ta cùng đi dạo ở trong vườn của lâu đài nhé. Bên kia xa xa thì là nghĩa trang, còn đây là cái cổng đi vào cái vườn ở trong lâu đài. Mọi người đi dạo cũng rất là đông. Bên kia là vườn táo. Hay không? Một bên thì cây màu xanh, một bên thì cây màu vàng. Đây là cái vườn táo. Đây là vườn táo. Bao la. Hồi nãy Thông có quay cái chóp tháp cho cả nhà xem đó. Bây giờ mình đứng từ dưới mình quay lên đó cả nhà. Đây, cả nhà nhìn. Đó, cái chóp tháp hồi nãy đó. Đây, hồ đây. Các em dịch đang bơi lội. Cây màu vàng đẹp quá. Hồi nãy cái tháp canh đó cả nhà, đây cái tháp đây, cái tháp mà canh gác đó, Thông quay cho cả nhà đó. Bây giờ mình đứng từ xa mình cũng có thể nhìn thấy đấy cả nhà. Đó, cái tháp đó, cả nhà thấy chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ đi dạo quanh cái bờ hồ. Wow, các em vịt bơi tủm tủm. Quack 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 quack. Quack 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 quack. Mùa hè ở đây đẹp lắm. Mọi người đi dạo ở khắp nơi gần gần Bad Homburg, họ về đây họ đi dạo mang đồ ăn đồ uống cắm trại ở đây, nhưng mà không được phép nướng thịt, tại vì ở đây cấm, chỉ được trải cái tấm bông xô rồi bày ăn uống, nhưng mà phải sạch sẽ. Mùa đông lại còn đẹp nữa, những cái lá này nó có tuyết á, nên là nhìn nó trắng trắng. Gõ 1 giờ chiều rồi. Hôm nay bầu trời hồi nãy đẹp nè, bây giờ là hơi xìu xìu yếu yếu lại rồi đấy. Cả nhà nhìn thấy đó, cái đường đi lên trên lâu đài. Hồi nãy Thông ở trên, Thông đi vòng một vòng qua bên kia, bây giờ mình đi ra ngoài. Đẹp quá. Hôm nay lý tưởng.
trời không nắng và trời cũng không tối nên là quay phim rất là đẹp phải không ạ? Cả nhà nếu mà thích những cái video của Thông thì cho Thông xin một like, chia sẻ, đăng ký cũng như là đồng hành cùng với Thông trong những video tiếp theo nha. Bây giờ Thông đã đi ra ngoài bên ngoài lâu đài rồi. Thông đang ở bên ngoài lâu đài. Và đây Thông quay ngược lại cho cả nhà xem này. Đây là cái cửa đằng sau. Đó. Rồi. Ở đây là đằng sau lưng của nhà thờ. Đó, bên hông là lâu đài. Bên cạnh là nhà thờ. Đây lại thêm một cái cổng vào lâu đài nữa đây ạ. Đây, nhà thờ lớn đây. Cả nhà thân mến, vừa rồi cả nhà đã cùng với Thông chúng ta cùng đi một vòng tham quan lâu đài cũng như là khu vườn của lâu đài ở Bad Homburg, Đức Quốc. Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều đã bỏ thời gian để theo dõi video của Thông nhé. Và để ủng hộ kênh của Thông trên YouTube, xin cả nhà hãy like, chia sẻ, đăng ký và cùng đồng hành với Thông trong những video tiếp theo. Thông xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thông xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.